Từ xưa tới nay, sự phân tranh trong giang hồ chưa từng chấm dứt. Có người tưởng rằng nếu có thể thoát được hai chữ danh và lợi thì có thể thảnh thơi đi khắp phương. Sự thật, cái mà khó trốn tránh được vẫn là một chữ tình. Có rất nhiều hảo hán trong giang hồ cũng vì hùng nhan mà cực kỳ phẫn nộ. Đi hoàn thành mật lệnh của triều đình, xin tạm biệt vài tháng. Các người trong phủ nhớ đừng tiết lộ hành tung của bổn quan ra ngoài. Nếu ai vi lệnh sẽ giết chết. Thì là không ngờ tối nay thấy được. Đồ ngọt thì tặng cho anh Tinh, Tiểu Điệp. Chị Cao à, vừa rồi chị có nhìn thấy gì không? Cái gì cũng thấy hết rồi, có gì là lạ đâu, mười mấy năm cũng vẫn như vậy thôi. Bộ tôi không lớn sao? Thân thể thì cao lớn, nhưng mà cái chỗ đó còn vẫn như là cái núm, không có thấy lớn chút nào. Chị Cao à, sao nói như vậy? Làm tổn thương tới lòng tự tôn của người ta đó. Hèn gì mà không có người nào cưới chị. Tình nói với tôi vậy sao? Từ nhỏ tới lớn, tôi đã chăm sóc cho Tinh và Tường, có ai dám cưới tôi?
Tôi nói chơi với chị thôi, nói vậy cũng giận sao? Tin thiệt là vô tâm. Từ khi quen biết với lại con Mật Phong gì à... Không phải là Mật Phong đâu, là Tiểu Điệp đó. Đã mấy ngày rồi không thấy tin tới thăm tôi. Ngon không vậy? Là Tiểu Điệp làm đó. Hèn chi không ngon chút nào. Tin à, không biết là tin thích cô ta chỗ nào. Ở Lầu Xanh có thiếu gì cô gái đẹp hơn cổ? Phải rồi, cổ có biết bí mật của chúng ta không? Tất nhiên là không biết. Cổ không có thích người trong giang hồ. Cha của cổ là trưởng môn bát quái vô song kiếm. Thật ra cô ta cũng là người trong giang hồ mà. Cũng bởi vì cha của cổ chém giết rất nhiều người, nên khi mà lâm chung thì kêu cổ đừng có bước chân vào giang hồ. Bây giờ cô ta vẫn tưởng tôi là một thương gia bình thường không biết võ nghệ. Vậy tin mỗi ngày cứ lo giả làm thương gia bình thường, không đếm xỉa gì đến tôi. Wow, sao chị nói tôi như vậy? Nhiệm vụ mà chị giao tôi hoàn thành hết. Phải, giờ này tôi ít đến khoái hoặc lâm thăm chị, vì tôi đang bận rộn nhà mà. Phong cảnh ở đó rất đẹp, ban đêm mà coi sao hả thì là hết nói luôn. Hồ Điệp cũng đi theo. Ủa, Lý Thư Điền ở Tây Xưởng đang âm mưu làm gì? Không biết, tôi chỉ là một tiêu đầu ở tiêu cục Trung Nguyên. Bề ngoài thì ngươi quả là một tiêu đầu, thực tế ngươi là đại nội mật thám đi thâu thập tình báo võ lâm. Tôi không biết cô nói gì. Hãy mau nói đi, ở dưới này đứng đỡ cục đá mỏi tay quá à. Chị Cao à, chị không phải là muốn bắt sống sao? Lần này tao công cơ muốn lấy cái đầu của hắn. Tham kiến Tào Công Công, thủ cấp của Lô Trung Nguyên ở đây. Nhưng mà hắn ta một mực không có chịu khai âm mưu của Lý Thư Điền. Cô giỏi thiệt, có cô Cao lão đại làm việc cho ta, quả thật là phước đức của triều đình. Cảm ơn Công Công thưởng tặng. Xin Công Công hãy bảo trọng. Sức khỏe của ta một ngày tệ hơn. Một ngày thái y nói ta dương hư đại hạn, quyết bất tuần kinh, có lẽ là không qua được trung thu. Cao lão đại, ta có một nguyện vọng để trong lòng ta lâu rồi. Hy vọng trước khi ta chưa chết, cô có thể... Công Công, ông muốn tôi tiêu diệt Tây Xưởng Lý Thư Điền? Tây Xưởng Lý Thư Điền, sợ gì hắn có thế lực lớn như vậy? Là vì hắn cấu kết với Tôn Ngọc Bá ở Tụ Hiền Sơn Trang. Nó muốn sau khi ta từ trần làm chủ võ lâm, hợp tác với thế lực ở triều đình của nó để mưu toan xoán vị. Lý Thư Điền có một dao mật hàm cho Tôn Ngọc Bá, trong đó có viết kế hoạch mưu phản của bọn chúng. Ta phải lấy bức mật hàm này để nắm ở trong tay, để mà làm chứng cớ. Như vậy nếu sau này hoàng thượng biết được, sẽ không gán tội cho chúng ta đâu. Công Công, ông muốn tôi trừ khử Tôn Ngọc Bá hả? 10 năm về trước, phái hoạt lâm của tôi và Tự Hiền Sơn Trang đã thề không đội trời chung. Cho dù Công Công không kêu tôi, sớm hay muộn tôi cũng sẽ tiêu diệt nó. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có 2 tháng là đến Tết Trung Thu.
Thời gian ngắn như vậy muốn lấy thủ cấp của nó là một việc rất khó khăn. Đó là tâm nguyện lâu năm của ta. Tôi sẽ phải trả bằng một giá rất cao, có lẽ sẽ mất mạng cũng không chừng. Nè, cô Khoan có kết luận. Chờ lát nữa sẽ quyết định. Xin nhờ cô giúp giùm ta. Nhiệm vụ này tuy là rất khó khăn, nhưng không có nghĩa là không làm được. Tốt lắm. Trước ngày rằm tháng 8, ta chờ tin mừng của cô. Tại hạ nhất định ráng hết sức mình, không để cho công công thất vọng. Người chủ của quả bóng này chắc chắn là rất phi thường. Giả hoàng gia đó. Hoàng gia là một thân thích của hoàng thượng, là bạn thời hồi nhỏ của hoàng thượng. Bởi vì hoàng thượng nhận thấy hoàng gia là người thông minh, là người thanh niên có tài, cho nên kêu hoàng gia tới đây học tập xử lý sự vụ hành chánh trong cung đình. Không bao lâu nữa bên cạnh của công công sẽ có một người trợ tá đắc lực. Ta không còn sống được bao lâu. Còn hoàng gia thì rất thơ ngây, nên lưu hoàng gia ở lại đây. Như vậy thì rất đáng tiếc. Hoàng gia quả thật rất thông minh, nhưng rất tiếc hoàng gia tối ngày chơi bời lêu lỏng, làm việc lớn được sao? Những việc nhỏ không biết chơi thì những việc lớn làm sao thành công chứ? Cảm ơn nha, cảm ơn cô lùm lại trái bên này cho ta. Ôi, các cô đã hết rồi, đã chơi tiếp đi chứ. Không dễ thành tài đâu. Trang chủ, thiên hạ có nhiều cao thủ như vậy, thì anh hùng mà chúng tôi gửi đi, làm sao có thể biết được ai là đích thị cao thủ? Lúc trước tại sao ta giữ ngươi ở lại bên cạnh ta? Bởi vì tôi lấy được cái thủ cấp của Hồng Đồng Thành Minh Chủ, của Ngũ Hồ Thập Nhị Kiếm Pháp. Đúng rồi, chánh danh là cao thủ, coi hắn có thể giết được người nào. Ta gửi đi bấy nhiêu thiệp mời, cho chúng nó tàn sát lẫn nhau. Đến chừng đó những cao thủ tới tập hợp ở Hàng Sơn Trúc Lâm, ta đoán không quá 10 người đâu. Trang chủ sáng suốt. Tôn trang chủ, cao lão đại khoái hoạt lâm đã chuẩn bị xong tập kích chỗ của trang chủ, xin đề cao cảnh giác. Về phần công hàm mà đích thân ta giết ra, trang chủ phải giấu thật kín trong mình, đừng để lọt vào tay những người khoái hoạt lâm. Bằng không thì Tụ Hiền Sơn Trang và Tây Sưởng sẽ bị tiêu diệt tan rã. Tây Sưởng Lý Công Công. Cha Lục, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, trong lúc mà chúng ta đang bàn bạc công việc, còn đừng có xía vào phá hoại. Đâu phải cha, con đã luyện đến để củ trùng vô cực ngũ hành bình lịch trưởng pháp, con chỉ muốn tỉ thí với Lục đại ca thôi. Được rồi, Tôn Kiếm. Kiếm ngoại hiệu tôi là Kiếm Thần. Kiếm Thần, lần này cái như đệ thua, thiếu 50 lạng. Con lập tức lui ra ngoài. Lục đại ca, nói cho người biết nha, tôi không phục đâu, ngày mai đánh nữa. Tôi chờ đại ca. Oh!
con giúp cha nè. Qua bển nha. Tới ngay. Anh Tinh à, cẩn thận nha. Chỗ này là chỗ của anh mà. Lúc nhỏ anh thường trèo lên ngọn cây để mà xem sao. Mình đi. Tặng cho em nè. Cảm ơn anh. Mình qua bên kia đi nha. Có dễ gì không? Của anh làm hả? Đáng hồn. Đẹp quá. Nè, sau này làm xong cái nhà rồi thì anh sẽ để cái giường hướng về phía này nha. Như vậy thì mỗi ngày có thể xem được phong cảnh đẹp. Và kia đó thì trên nóc nhà anh làm một cánh cửa sổ. Tới ban đêm thì mình nằm trên giường có thể ngắm sao. Được. Thì là lớn quá ha. Tải. Anh Tin nha, em muốn ăn trái lý ngào đường đó đó. Lát nữa anh lấy về em ăn. Tao không cho tụi bay đục mưa trước cửa nhà tao. Đi ra. Tại sao mày đẩy người ta như vậy? Không cho tụi bay ở trước cửa nhà tao. Diệp Tường, Mạnh Tinh Hùng, Hà Thanh. Ba đứa chúng tôi bắt đầu từ ngày hôm nay kết làm anh chị em. Từ nay về sau có phước cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Cưới lại tổ địa công công là một vị kiến chứng cho chúng tôi. Cảm ơn. Chị Cao à, tôi đã kiếm được bộ hung thủ đánh tôi rồi. Được, mày mau đi kêu thằng Phì Dầu, thằng Vinh Thịt Heo, thằng Tân Mập, thằng Cao Mỡ Heo cùng với thằng Bình đi đánh tụi nó. Đi vô. Đi vô kiếm tụi nó ra đây mau lên. Mở lên đi. Có phải là tụi nó không? Đúng rồi. Chị Cao à, đúng là tụi nó đó. Tụi nó là hung thủ đánh tôi. Lên. Khoan đã. Có giỡn thì đánh tay đôi đi. Ai mà thèm đánh tay đôi với mày. Đánh nó.
Đánh xong rồi hả? Coi như là què đi. Mày nói cái gì đây? Tính què hả? Cha mẹ người ta nuôi nó mập như là con heo, biết tốn bao nhiêu cơm nước hay không? Phải rồi. Rồi vậy tụi bay muốn cái gì? Giỏi thì đánh chết tao đi. Thiệt là anh hùng. Nếu như tao đánh chết mày thì tao là kẻ ngu si đó. Như vậy đi, tụi bay phải chịu làm một việc cho tao thì coi như là què nhau. Im đi. Vô, chạy đâu hả? Chạy đâu? Anh Trang em mất rồi. Ráng nhịn đi. Tụi mày muốn chết hả? Đứng lại. Ôi da. Lên, lên đối phó với tụi nó. Lên. Có cha đẻ không có mẹ dạy mà. Chết này, chạy đi đâu chứ? Đứng lại. Hả? Kiếm nè, đứng lại. Cho mày chết đi, cho mày chết, cho mày chết, cho mày chết, cho mày chết. Mau chạy đi. Tụi bay quả thiệt là có đạo nghĩa, sau này chúng ta là người mình nha. Tối nay ta đặc biệt đãi tụi bay ăn một bữa nào nên, nhưng mà phải chờ cơ hội. Có đồ ăn rồi nè. Nè, mày đừng có ăn nhiều quá. Mày biết không, thằng mập này nó không có đạo nghĩa gì hết đó. Vậy thì tao giảm mập. Quê kêu mày ăn vừa vừa để giảm mập mà mày không nghe hay sao? Thì còn khốn nạn này, biết ăn thiệt, lấy hết đồ ngon đi tới của bọn trẻ. Mất dịch, tao chém chết tụi mày bây giờ. Chạy lên, mau lên, chạy đi. Chạy lên, mau lên, lẹ lên. Đốt chết nào, đốt chết nào, đốt nè. Diệp Tường mau chạy qua đây. Ê, cái thằng cha mập này thiệt là đáng ghét quá mà. Chạy mau. Chạy mau lên. Ông thiệt là đáng chết mà. Mau tới cứu lửa đi. Cái con nhỏ chó chết này, tao sẽ kiếm mày để trả thù bớ người ta. Tới cứu lửa. Chị vô đây lâu rồi hả? Tình ngủ cũng đã lâu rồi. Làm gì? Hồi nhỏ cả gan dám lén xem tôi tắm, trái lại khi đến lớn lên thì thấy càng ngày càng sợ tôi. Người mà lén xem chị tắm đó không phải là tôi đâu. Tôi cũng đã thấy Tình nhiều lần rồi. Tình tưởng là tôi không biết hay sao? Thật ra Tình cũng đã lớn khôn rồi. Nếu có việc gì muốn làm thì nói đi. Xin chị đừng có hiểu lầm nha. Thật ra người lén lút xem chị tắm đó là... là người đó. Nè, tôi đang giúp anh đó có biết không? Đừng có nói. Anh thật là vô dụng quá, chỉ biết uống rượu không à. Anh thích chị cao thì nói với chị đi. Nè, bữa nay có cơ hội tốt mà anh không nói, sau này đừng có trách tôi nha. Nè, là huynh đệ thì đừng có nói. Vì tôi coi anh là huynh đệ cho nên mới nói giùm anh thôi. Chị cao à. Nè. Làm gì đó, mắc cỡ à? Ờ, không phải. Anh càng ngày càng vô dụng, lần nào cũng bị thương và cứ bị thương nặng hơn. Nếu không phải, làm sao có cô bên cạnh tôi? Anh nói cái gì? Đó là lời đồn trong giang hồ. Trong vòng 1000 bước,
thì ám khí độc môn có thể sẽ làm chết người. Truy hồn chảo lọt vào tay Lục Cương Thôn rồi. Anh cũng rất là may mắn. Thiên bộ truy hồn trảo chỉ làm chấn thương kinh mạch bên trái của anh, nhưng mà sau này đến khi anh bình phục lại, cánh tay trái của anh sẽ bị phế. Mỗi một người sát thủ đều có kết quả như vậy. Anh không cảm thấy tiếc hay sao? Tôi cảm thấy được an ủi. Mỗi lần tôi đi giết người, tôi đã chuẩn bị chết. Cô có biết tôi dài đó không? Cả đời của anh không có biến đổi chút nào, cứ nói ấp úng. Có gì thì mau nói ra đi. Võ nghệ Tôn Ngọc Bá cao cường khó lường, không phải là cao thủ bình thường. Thực ra tài sản của chúng ta bây giờ chỉ đủ sống những ngày tháng yên vui. Cô có từng nghĩ đến tương lai của cô không? Tương lai? Tương lai chúng ta sẽ trở thành chủ nhân của Võ Lâm. Cái đó thì sao? Sau đó đâu có gì quan trọng. Chung quy cô vẫn là một cô gái, cô cần phải có nơi nương tựa. Bao nhiêu năm qua, chắc cô hiểu rõ lòng tôi rồi. Từ nhỏ tôi không bao giờ coi tôi là một cô gái. Anh cũng được coi tôi như vậy. Nhớ rồi chứ? Đối với mình tinh hồn, sao cô không nói vậy? Cá mè, cá mú, cá chép, cá trê, cá lóc, cá chép, cá rô. Ôi, chờ mình câu cá chắc chắn là không có cá để ăn quá. Anh Tinh à, vô ăn cơm đi, anh câu cá được chưa? Ôi, phải dùng cái chiêu này nữa. Rất là khó khăn quá đi. Lạnh quá à. Ăn cơm đi anh. Qua hà có nhiều món ăn như vậy, lần này anh phải uống rượu mới được. Ê, đừng uống nha. Lần nào anh cũng ép em uống sai, lần này để tự mình em uống sai được rồi nha. Anh không cho em uống sai, chắc là em không có nỡ lòng cho anh đi đâu. Anh không có ra đi thì làm sao mà làm ăn được. Nếu mà anh không đi thì làm sao có cá ăn. Anh có biết mỗi lần anh ra đi đều làm cho em lo lắng không? Võ công của anh kém, con người lại trung trực, không biết gian hiểm ở trong giang hồ. Cha của em là một vị trưởng môn của Bát Quái Vô Song kiếm phái, vẫn tránh không khỏi bị người ta giết. Mỗi lần anh được bình yên trở về đây, em nghĩ chắc là cha của em phù hộ cho anh đó. Anh nói phải không? Anh nghĩ quả thật là đúng như vậy. Sao thúi quá vậy? Em địch hả? Nè. Quá à, hả? Đậu thúi ngon quá. Ngon thiệt. Nhìn bề ngoài nó rất là hôi thối, tới khi ăn vào miệng thấy mùi vị rất ngon lành. Cho nên khi lăn lóc trong giang hồ, anh nhớ đừng có coi bề ngoài nha. Con cá anh bắt được lúc nãy đâu rồi? Ở đây nè. Wow, cá chép hầm gừng hành. Giống như anh đi xông pha trong giang hồ vậy, cứ chuẩn bị người ta hầm đó. Vậy anh phải làm thế nào? Nè, phải làm như là nó, giơ hai cái càng lên đi tung quanh. Nhưng quan trọng nhất là cái thố này đây. Hình như là đậu hũ đó hả? Là ốc heo chưng. Chủ yếu là phải biết dùng ốc. Ờ, phải rồi. Cuối lại địa thổ công, phù hộ chồng tôi ra ngoài làm ăn bình yên vô sự, được phát tài kiếm được nhiều tiền. Bọn gái đẹp gặp ảnh đều rất thích thú, tất cả đều đeo đuổi. Nguy rồi. Không được, những lời tôi vừa giá hồi nãy không kể đâu nha. Bây giờ tôi bắt đầu cầu khẩn. Cuối lại thổ địa công, phù hộ cho chồng của tôi lần này ra đi làm ăn được bình yên vô sự, đừng có bị những kẻ gian trá hãm hại, thuận buồm xuôi gió, sớm ngày trở về. À còn nữa, chủ yếu là đừng có để bọn con gái bám dính, chỉ yêu mình tôi thôi. Quầy tiểu điệp à, em để cái gì trong gói của anh mà nặng quá vậy? Wow hả, đem cả chồng sách theo làm gì? Đó là bí cấp mà anh không cho em xem đó. Anh nói đi làm ăn trong cậy nó mà. Anh có nói làm ăn có bí cấp bao giờ đâu. Wow.
Phải đúng vậy, đây là bí kíp về việc làm ăn của anh. Nếu như anh cảm thấy nặng thì anh đừng có đem theo. Đi đây. À, không nặng. Không mang theo bí kíp này nếu mà có gặp vấn đề nan giải gì sẽ phiền phức lắm. Cây kiếm của anh đâu rồi? Em lại giấu cây kiếm của anh ở đâu rồi? Anh đi ra làm ăn đem theo cây kiếm làm gì? Hả? Giả bộ làm người ở trong võ lâm rất có ích đó. Em dùng nó để làm đòn gánh làm gậy để chống, lại có thể gọt trái cây khi mà cần thiết, còn có thể đấu kiếm với nhau. À, để anh nghĩ coi thử, lần này anh đi em muốn mua cái gì cho em nè. Mua đồ trang điểm nha. Không thèm. Mua giả hay mua lụa? Sao anh tệ quá vậy? Em thử gợi ý coi. Sản phẩm mới. Son chảo. Đồ phụ nữ dùng đó. Phụ nữ ngoại quốc khi dùng nó sẽ làm cho muôn muôn ngàn ngàn đồng bào Trung Quốc khuynh đảo với cái củng của cũ. Lợi hại như vậy sao? Chắc là đồ xuất sắc rồi. Anh coi nè. Wow hả? Nè, cái này gọi là quần bá dương, còn cái này gọi là yếm phu tử. Quần bá dương, yếm phu tử. Nói cho anh biết nha, chính là hai cái món vật này làm cho dốc của người thiếu nữ càng thêm đẩy đà. Ngoài ra còn có thể làm cho người chồng không có thay lòng đổi vợ. Dốc mình của chị Cao đẹp như vậy, chắc là đã dùng hai món đồ này đó. Quả nhiên lợi hại. Anh nhớ mua về cho em nha. Trăng tối hôm nay đẹp quá ha. Em không muốn mặt trăng này lặn mất. Tại vì khi mặt trăng lặn mất, anh sẽ sắp sửa lên đường rồi. Anh không đi được không? Thật ra thì anh cũng không muốn đi đâu. Nhưng mà đời người có nhiều việc không thể tự do mình làm chủ được. Chúng ta có nhiều khi như là ở trong sương mù, hình như đang nằm mơ. Vậy không biết đến lúc nào mới tỉnh giấc mơ. Em có hiểu hay không vậy? Em hiểu. Em hiểu thiệt mà. Anh đừng có tưởng rằng em không hiểu nha. Vậy có phải anh không đi không? Em quả thì là thông minh. Sai rồi. Chỉ trúng có phần nữa thôi. Nhưng mà anh hứa với em, lần này em trở về rất nhanh, nhanh đến nỗi em không tin đâu. Nhớ giữ lời đó. Tiểu Điệp, anh đi nha. Em đừng tưởng nhớ đến anh, anh rất là tưởng nhớ đến em. Em đừng có lo lắng cho anh lo lắng cho em còn hơn là lo cho anh nữa. Khi mà anh ra khỏi nhà, em phải nhớ là, thứ nhất, đừng sai khiến chị Cao làm việc như kẻ tồi tớ. Khi rảnh rỗi thì học giá quần áo, đừng làm phiền người ta đủ mọi việc. Ngoài ra thì em không có nên vì những việc lặt vặt nho nhỏ để chọc tức chị Cao. Thứ hai, không nên ngủ đến mặt trời lên tới ngọn cây. Thứ ba, thấy chưa, mới nói tới là em lại bỏ đồ ăn vào trong miệng rồi. Để kiềm chế ăn hàng, anh không muốn trở về thấy giống như con heo vậy. Thứ tư, em đừng có nói tràn gian đại hại tán dốc. Thứ năm, không cho em khuấy nhiễu anh Diệp. Thứ sáu, phải nhớ là mỗi ngày phải đi tắm rửa. Đàn bà con gái đừng có ngồi chổng cẳng lên, đừng có tối ngày cứ nói chuyện cái hình búp bê, coi chừng người ta tưởng em điên đó. Anh càng với càng phát giác em có nhiều khuyết điểm, nhưng mà em đừng có mặc cảm, bởi vì hai đứa chúng ta cũng giống như nhau, có thể nói là sánh duyên trời định. Trời đã hừng sáng rồi, anh còn phải lên đường nữa. Không ngờ với bức thơ này với cả một đêm luôn. Yêu em mãi mãi, Tiểu Tình. Giang Nam hảo, sơn minh thủy, tứ phong cảnh, hảo phong dinh, lại yên tịnh, đâu đâu cũng thấy cảnh thanh bình, cảnh thanh bình, cảnh thanh bình.
Một đại hiệp về quy thiên, võ công quá nhưng danh tàng đang, sinh ra ở nơi khoái hoạt lắm. Hắn họ Mạnh, tên là Tinh Hồn, làm cho tôi sợ hết hồn, sợ hết hồn, sợ hết hồn, sợ hết hồn. Người trong giang hồ đã tưởng Tinh chết rồi. Bắt đầu từ bây giờ, tên của Tinh là Tần Dĩ, thân phận là một kiếm khách ở Nam Phương, nguyên tịnh là người Thuận Đức Quảng Đông. Hai vị hãy yên tâm, trước Tết Trung Thu thì nhất định sẽ lấy được mật hàm mưu phản của hoàng triều. Còn về phần Tôn Ngọc Bá, đến lúc đó thì chúng ta nội ứng ngoại hợp, chắc chắn sẽ làm cho nó chết. Mỗi tháng đến ngày mùng 1, Tôn Ngọc Bá đều đến bao cả một lầu xanh tên là Hồng Hoa Lầu, để cho những kiếm khách trong sơn trang của hắn ta mưu dùi trát tán. Còn bản thân của hắn thường thường là cùng với Hoa Khôi trong Hồng Hoa Lầu này, tức là Mi Tiểu Tiểu, cùng đi chơi với nhau. Nghe nói gần đây ở Hải Phong trấn có một số người mãi võ từ ở miền Bắc đến, mỗi đêm đều có mãi võ trong thị trấn đó. Tôi tin rằng Tôn Ngọc Bá nhất định sẽ tới đó chơi cho vui. Tráng sĩ, xin để cho quỷ cốc tử tôi rời xương bói quẻ cho. Rời xương tính bao nhiêu vậy? Lần này thì nhận tráng sĩ 5 tiền, lần sau phải cho tôi 50 lạng. Sao lần này khác xa lần sau vậy? Lần này tráng sĩ không biết tôi nói đúng hay là không, 5 tiền có lẽ cảm thấy rất mắc, nhưng mà lần sau tráng sĩ trở về đây cho 50 lạng, tráng sĩ cũng cảm thấy rẻ lắm. Phải rồi, tráng sĩ muốn hỏi về mặt nào? Ông muốn nói gì thì nói đi. Tráng sĩ là một người có nhiệm vụ bí mật. Tráng sĩ tới đây là để gặp một người bạn. Người bạn này tôi đã từng gặp chưa? Từng gặp rồi. Là một lần trùng phùng. Trùng phùng lần đầu tiên trong 10 năm nay. 5 tiền quả như là mắc. Người bạn này có tôi nam hay nữ gì? À, nữ. Tôi không nên đi hỏi một người mù như vậy. Phát lối quá đi. Thưa chị Cao, tôi đã thuận lợi đột nhập vào Từ Hiền Sơn Trang rồi, còn được sự tín nhiệm của Tôn Ngọc Bá nữa. Tôi đã bắt đầu điều tra tung tích của mật hàm mưu phản Lý Thư Điền. Ở bên cạnh Tôn Ngọc Bá, tôi phát hiện có một danh kỹ Hàng Châu tên là Miêu Tiểu Tiểu. Về ngoại mạo và thần kinh, cô ta 7 phần giống như là Hà Thanh, đã mất tích 10 năm về trước. Không biết cô ta có phải là Hà Thanh hay không, sau khi điều tra biết rõ sẽ có kết luận. Gần đây tiểu điệp thế nào, sao không thấy gì nhắc tới gì? Tôi rất sốt ruột muốn biết tin của tiểu điệp, xin trả lời nhanh chóng. Mạnh Tinh Hồn. Ai đó?
Chị Cao, là em đây. Em tới thăm chị. Tới chơi hả Hồ Điệp? Chị nhớ lộn tên rồi, em là Tiểu Điệp. Ơi, Tiểu Tinh thiệt là đa tình. Anh có rất là nhiều bạn gái. Các cô ta là ai tôi thiệt tình không có nhớ hết đâu. Cô đừng có trách tôi nha. Nè, em có làm chút điểm tâm đem đến cho chị ăn thử. Cô thiệt là biết lấy lòng người. Hèn chi Tiểu Tinh mới bị cô làm cho điều đứng như vậy. Lần này cô đến o bế tôi là muốn tôi làm cái gì cho cô đây? Chị Cao à, chị giỏi quá. Anh Tinh kêu em nhờ chị dạy mai giá. Theo ý em thì chị dạy em học trang điểm đúng hơn. Coi chị kìa, sang trọng đoan trang. Nói chị lớn hơn em 10 tuổi thì đâu có ai tin. Lại nói dốc nữa rồi. Chị lớn hơn em chỉ có 6 tuổi thôi. Chị nhớ em không được tốt mà. Tôi nhớ ra rồi. Lần trước cô mượn cây trâm cài tóc của tôi còn chưa có trả lại cho tôi đó. Chị cũng lấy cái khăn lụa mà anh Tinh tặng cho em. Vậy tính sao? Nếu cô hẹp hòi như vậy, cô coi ở đây có cái gì dùng được thì cô lấy đem về nhà xài đi. Em không lấy đâu. Anh Tinh kêu em đừng có gì những chuyện lặt vặt mà so đo từng chút với chị. Anh biết chị hẹp hòi. Tôi hẹp hòi? Tôi đã đích thân mai một cái áo cho Tiểu Tinh rồi. Không biết anh mặc có vừa hay không. Không vừa hả? Tụi tôi quen nhau từ nhỏ, chơi chung từ nhỏ tới lớn. Anh có mấy sợi lông chân tôi cũng biết mà. Quen nhau từ nhỏ hả? Làm bà vú phải không? Cô nói cái gì? Không, nói chơi thôi. Wow, màu xanh rượu được, hợp với màu cước dịch này hả? Tiểu Tinh thích nhất là hai màu này. Sao không thấy ảnh mặc? Cô đã quen với anh ta được bao lâu? Cả nhà của chúng tôi ở chung với nhau hết mười mấy năm. Những gì mà anh thích có gì mà tôi không biết rõ hơn cô. Ê, ngọt quá, làm sao mà ăn đây? Anh Tinh thích ăn ngọt như vậy đó. Chị còn nói là hiểu biết ảnh. Tôi không ăn nữa đâu, để lại cho anh Diệp Tường nha. Chị Cao à, chị rất quan tâm đến anh Diệp. Thật ra hai người cũng xứng đôi với nhau lắm. Cô đừng có nói bậy bạ. Coi chừng người ta nghe được thì tưởng là thiệt đó. Cô biết tính nết của ảnh không nói chơi được đâu. Cô còn cứ phá quấy ảnh. Diệp Tường hơi nghiêm túc một chút, nhưng anh đối với chị rất tốt. Tôi nhận thấy dù sao Diệp Tường cũng không sánh bằng Tiểu Tình. Em cũng tin như vậy. Anh Tinh của em quả thật có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ. Cho nên lần này anh ra đi làm cho em vô cùng lo lắng. Nhưng em lại tự an ủi là đừng lo, tại vì em đã có bữa bối của mình. Tôi không đoán. Cô chịu nói thì nói, không nói thì thôi. Nể tình chị đó. Em nói cho chị nghe nha. Em đã có cốt nhục của anh Tinh rồi. Cô khẳng định là của ảnh. Chị nói gì đây? Làm gì mà nổi giận như vậy? Cô không phải nói chơi hay sao? Không nói chơi với chị đâu, em đi kiếm Diệp Tường. Vậy sao? Gì đó? Nha, anh uống rượu sai hả? Tại sao lại không bức tranh? Không phải đâu. Đi đi coi coi. Cô đừng tới phá tôi được không? Hình đó là của ai vậy? Ý trung nhân hả? Không phải giỡn với anh đâu. Tôi đưa điểm tâm tới cho anh ăn nè. Tôn trang chủ, kế hoạch chúng ta tiến hành đến đâu rồi? Nhờ phước đức của công công, tất cả tiến hành được thuận lợi. Thiệp anh hùng tôi đã gửi ra hết rồi. Ngày 8 tháng 8 tới đây, tất cả các cao thủ trong võ lâm sẽ đến tập hợp ở Hàng Sơn Trúc Lâm. Đến chừng đó mã đội của Quỳnh Long sẽ tiếp đón bọn họ về Sơn Tràng. Chúng ta lập tức hội họp xuất phát. Giờ phút làm cho khoái hoạt lâm đã trở thành bình địa không còn bao lâu đâu. Hai cái càng của ba con khía đã bị ta chặt đứt rồi, còn đi bao xa nữa.
Tào Thủ Chánh sau này còn làm gì được ta nữa. Tôn trang chủ, khi hồng đồ diễn nghiệp chúng ta được hoàn toàn thành công, chức vị minh chủ trong Võ Lâm tôi chuẩn bị giao cho trang chủ. Cảm ơn công công. Nhưng trang chủ phải cẩn thận, trong phái Hoạt Lâm có rất nhiều cao thủ. Xin công công đừng lo, tôi còn có một tin mừng xin báo với công công biết. Hồi hạ tuần tháng trước đây, ở Hải Phong Trấn tôi đã gặp một kỳ tài kiếm thuật, võ nghệ của hắn ta tuyệt đối không kém hơn Luật Hương Thơm đâu. Trang chủ nói từng nghĩ hả? Công công quả thật nắm được hết tin tức trong thiên hạ. Chư hùng tranh bá trong Võ Lâm tất cả đều rất cầu tài, muốn kiếm được một kỳ tài kiếm thuật là việc khó khăn. Nếu muốn lấy được lòng hắn thì quả thật khó khăn cả khó khăn hơn. Công công, tôi đã hiểu ý của công công. Nếu muốn người ta bán mạng vì mình thì mình phải biết nhược điểm của người đó. Luật Hương Thơm là một người rất ham tiền. Về phần Thần Dĩ, hắn đã giữ ý người đẹp ở trong lòng tôi. Mắt mình ngỡ thấy chứ chắc là thiệt. Phải ghi nhớ, làm gì phải cẩn thận. Tại hạ ghi nhớ lời dạy của công công. Thưa chị Cao, Tôn Ngọc Bá ở Từ Hiền Sơn Trang đã tích cực chuẩn bị bố trí hành động. Mùng 8 tháng 8 sẽ sai khiến mã đội của Quỳnh Long đến Hàng Túc Sơn Lâm đón một số cao thủ Võ Lâm về Sơn Trang. Xin đừng để cho kế hoạch của nó được hoàn thành, bằng không thì hậu quả nghiêm trọng. Nếu tôi nắm được tin gì mới mẻ sẽ nhanh chóng báo cáo. Mình tin hồ. Hả? Ai tổ gan vậy? Dám chống với ta hả? Người nói như vậy tức là ta không kiếm lầm người rồi. Bây giờ ở trong nhà xảy ra chuyện gì? Cô nương, ở trong thành lý ba chúng tôi phát hiện thi thể này. Ở trong hành lý của anh ta thấy có bức thờ, cho nên chúng tôi đem đến theo địa chỉ ở trong này. Cô vào nhà coi có phải là người thân cô không. Tiểu Điệp,
vào chết tôi rồi. Dị Tường, không biết anh tin. Bao giây? Anh làm như vậy chứ? Cô rất giống người bạn của tôi. Anh nói gì đó? Năm nay cô bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu hả? Xin hỏi cô. Nè, Tần Dĩ, anh dám vô lễ với mấy cô nương vậy sao? Tôn Kiếm. Cha, hồi nãy anh vô lễ với mấy cô nương đó. Còn đừng nói nữa. Bây giờ tôi phải tuyên bố một tin tức với mọi người. Chờ ba hôm nữa, tôi sẽ cho mấy cô nương kết hôn với Tần Dĩ. Mấy cô nương, chúc mừng cô. Trang chủ, thật ra tôi. Ê. Thật ra nguyên nhân của anh tôi đã biết rồi. Anh không nên quán trách tôi vì tôi không báo trước cho anh. Tôi không phải. Tần Dĩ, anh may mắn đó. Còn đứng nói gì nữa. Nhìn chúng tôi hả? Cái gì? Ta nhiều không được sao? Thằng khỉ. Dạ. Lấy đồ đi đổ. Dạ. Tính tiền đi. Dạ dạ. Ôi, coi. Đây rồi, đây rồi. Đâu. Ôi, coi này. Mày cá nhau đi. Hãy cá cái chuyện thua nha. Cá đi, cá đi. Đúng rồi, cá đi. Cú mẹ mày. Cá hả? Cá hả? Uống đi. Cú mẹ mày. Cá đi. Tử Huyền Sơn Trang đã lâu rồi không được cao hứng như vậy. Tôi thật rất ngưỡng mộ anh. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, anh được sự tín nhiệm của Trang chủ. Thật ra tối nay tôi vừa mừng vừa sợ. Trong tư cách một lãnh nhân giang hồ, tôi sẽ làm phụ lòng kỳ vọng của Trang chủ đối với tôi. Trước nay tôi không hề nhìn sai người. Hai vị là hai cột trụ của Tiểu Hiền Sơn Trang. Chỉ cần hai vị đừng hiềm kỵ nhau, hợp tác với nhau, như vậy con nhỏ khốn nạn Cao lão đại muốn đối phó với chúng ta coi như là tiêu diệt mình đó. Như vậy chúng ta chừng nào mới cùng nhau tiêu diệt khoái hoạt lắm. Tôi muốn vào đại náo đồng phòng. Tôi muốn vào đại náo đồng phòng. Lại đến phá hoại nữa hả? Lập tức đi ra đi. Buông ta ra. Dẫn nó đi ra đi. Ra đi. Buông ta ra. Thiệt là vô dụng. Trang chủ à, tôi về phòng nha. Hey.
Buông ta ra, các người buông ta ra. Ngủ ngon nha. Thanh hay không? Tại sao làm như vậy? Đó là nhiệm vụ mà Cao Lão Đại đã giao cho tôi. Chỉ ra bức mật hà một bậc ở bên cạnh Tôn Ngọc Bá. Bắt đầu từ nay tôi không phải là người của nó nữa. Nếu như tôi không ra tay thì không có cơ hội để lấy được đâu. Cô quả là Hà Thanh. Đừng mà, em Thanh. Lục Huynh, tâm tình của tiểu đệ trầm trọng, tạm thời khó gánh trọng nhiệm. Vài ba ngày nữa tự nhiên tôi sẽ trở về Sơn Trang, xin chuyển cáo trang chủ. Hà Thanh không mất tích, cô ta vẫn ở Tiều Hiền Sơn Trang. Tại sao lại gạt tôi vậy? Còn biết bao nhiêu việc chị giấu giếm tôi nữa. Thì là uổng công từ nhỏ tới lớn tôi coi chị giống như là người thân của tôi. Tôi muốn biết sự thật, chị nuôi lớn chúng tôi là vì mục đích gì? Lợi dụng chúng tôi đi giết người, đi trừ khử dị nghĩ, hay là để đạt đến mục đích cho chị xưng bá võ lâm? Tôi phát giác con người của chị không có tình cảm, chị quả là một con người khát máu. Tình có hiểu tôi hay không? Có suy nghĩ dùm cho tôi hay không? Đã bao năm qua tôi chỉ biết bao nhiêu là áp lực, tất cả cũng là vì để sinh tồn. Chị đừng có diện cớ cho mình nữa. Chị vốn là một con người ích kỷ, trong lòng của chị nghĩ gì tôi không biết, nhưng mà chị tham lam tiền bạc tôi biết rõ mà. Chữ đã rồi chưa?
Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt bất cứ một người nào. Tôi thì là không tin Tinh lại nói những cái lời như vậy với tôi. Cái chết của Hà Thanh, Tinh tưởng là tôi không đau lòng hay sao? Tinh tưởng là tôi rất thích giết người à? Giờ tôi giết người hoàn toàn là vì tiền bạc hay sao? Khi cái ngày đầu tiên chúng ta bước chân vào trong giang hồ, con đường đi đâu còn do chúng ta lựa chọn được. Từ ngày ra chào đời cho tới nay, tôi không có lúc nào tươi cười. Tôi biết trong lòng bản thân của tôi không bao giờ được vui vẻ, lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Sự an ủi duy nhất của tôi tức là tôi còn chưa có bị chết. Nhưng tôi phát giác được tôi đã trả bằng một giá quả thiệt rất là to. Có phải tôi không có chút nào giống phụ nữ hay không? Có phải là tôi không có chút hấp dẫn? Tôi cũng đã rõ. Thật ra Tinh không biết trong lòng của tôi đang nghĩ đến cái gì. Chị đừng có nói nữa. Tôi không có muốn cho người ta điều khiển tôi. Tôi phải lựa chọn con đường mà tôi phải đi. Bây giờ Tinh nói đã muộn rồi. Tinh có biết hay không? Phái Hoạt Lâm và mấy đứa chúng ta muốn tiếp tục sinh tồn, nhất định là phải tranh đấu với người ta. Tự Huyền Sơn Trang và phái Hoạt Lâm không thể chung sống với nhau. Đó là quy luật của giang hồ. Tôi không biết quy luật giang hồ gì. Tôi chỉ muốn biết là lần này có phải là lần chốt không? Tinh đừng có hỏi. Tôi không có hại đến Tinh. Tôi không phải là kẻ thù của Tinh. Thật ra tôi một mực đang bảo vệ cho Tinh. Bao nhiêu năm qua Tinh làm việc gì cũng được thuận lợi. Không biết là Tinh có nghĩ tôi đã chịu đựng tất cả áp lực trong giang hồ cho Tinh hay không? Có khi tôi cũng tự chất vấn mình. Tôi bây giờ đang làm cái gì? Tôi đâu có chút quan hệ gì với Tinh. Nhưng mà khi tôi ngó thấy Tinh được sống trong bầu không khí vui vẻ thì tôi cảm thấy tất cả đều rất đáng giá. Đến sau này tôi mới phát giác thủy chung tôi vẫn không có thoát ly khỏi bản tính của mình là một phụ nữ. Tôi hứa với Tinh, lần này là lần sau cùng. Cảm ơn. Mạnh Tinh Hồn, đứa con gái của chú ba còn chưa kết hôn mà đã mang thai rồi. Ông trưởng nói là bắt bỏ và lồng heo quăng xuống sông. Phải làm như vậy chứ. Cứ đi kiếm cho cổ à. Đi. Chết rồi, không biết phải ở trong cái nhà quan này đến bao giờ nữa. Anh Tinh thì chưa kiếm thấy, nhưng cái bụng của mình sắp bị người ta ngó thấy rồi. Bây giờ phải nấu thằng thuốc nào đi? Mày nói coi. Ê, tôi bỏ đi. Anh Tinh kêu ta đừng có nói chuyện với mày nữa. Trước khi anh trở về đây, mình phải sửa lại khuyết điểm này. Được không? Cái nhà sắp bị sập rồi. Cô phá tôi nhiều lần rồi, tôi chỉ giỡn lại với cô một lần không được sao?
Tâm trạng cô tất nhiên không vui rồi. Dù sao tâm trạng tôi cũng không được vui. Tôi có đem một bình đặc cấp cao tới. Nghe Mạnh Tinh Hồn nói cô rất thích một mình tự uống say sưa. Tối nay kiếm được người tri kỷ rồi, chúng ta cũng sẽ đi giải sầu đi. Cũng được. Anh nói thật với tôi đi, có phải Lạnh Tinh đã chết rồi không? Nếu như anh còn chưa chết, tại sao lại không tới kiếm tôi? Anh không có nói với anh phải không? Lúc nào tôi cũng có gọi những người nhà, cô phải tin tôi chứ. Bất luận thế nào tôi cũng dẫn anh đi gặp cô. Vậy sao anh không cho tôi đi khoái hoạt lắm? Không lẽ chị Cao không phải là người của mình sao? Trong giang hồ thật là phức tạp, sau này cô sẽ hiểu. Lại nói câu này, nói không rõ, giải thích không rõ ràng thì đổ thừa cho giang hồ. Tôi không thể nào nghĩ ra được. Tôi với anh Tinh đâu phải là người trong giang hồ, tại sao lại có chuyện thị phi? Giang hồ không phân chia ranh giới. Nếu ngày nào cô còn sống, cô không thể nào tránh khỏi những chuyện thị phi như vậy. Anh đừng có nói tới những chuyện mà tôi không hiểu nữa. Không biết có phải anh muốn nói có người muốn hại tôi và anh Tinh hay không? Đúng như vậy. Nếu có người cảm thấy cô cản đường người ta, cô sẽ không được yên thân. Đừng có nói xa như vậy, tôi đâu có cản đường ai. Cho nên nói sao cô cũng không biết. Vậy xin cô đừng hỏi nhiều nữa. Tôi không hỏi, không hỏi. Hỏi cái này đáp cái nọ. Nè, nè, nè. Ây da. Hả? Cả hai thằng thú khác nhau. Hèn chỉ tâm tình cô ghét hơn mình. Trái nhà, trái nhà kìa. Không phải trái nhà, tôi đang nấu thuốc mà. Cho dù anh làm hề như vậy tôi cũng không cười đâu. Tôi còn đang tức giận nè. Nè, uống thuốc đi. Tôi quậy với anh rồi sao? Thuốc an thai đó. Tôi không uống đâu. Tôi nấu đã 2 tiếng đồng hồ, nấu đến nỗi cái mặt đen thùi. Tôi cũng vì gia đình cô đó. Cô chống gia đình cô sao? Tôi thích như vậy đó. Anh còn chưa giải quyết xong cô gái mà anh đã yêu, tới đây nhúng tay vào chuyện nhà của tôi làm gì? Cô gái nào vậy? Chị Cao chứ ai. Tôi biết rồi, anh yêu chị. Không muốn thôi đi. Nè, căn nhà này sắp sụp rồi đó. Ai mà nói không uống đâu. Anh chỉ là hẹp hòi. Anh rồi mà còn lén lút như vậy. Còn 2 ngày nữa tới trung thu rồi. Tôi có mua đồ cho cô ăn trung thu đây. Tặng quà. Sao anh không đi cửa chính làm như kẻ trộm vậy? Tôi là cao thủ đó mà. Anh đừng có khua môi nữa. Anh sợ tôi còn giận phải không? Tôi đâu có hẹp lượng như vậy. Nè, xin được lá bùa hộ thân cho anh đó. Không phải tôi giận cô đâu. Tôi muốn cô điều dưỡng cho tốt sức khỏe. Chờ Mạnh Tinh Hồn về đây. Nói vậy tức là ngày rằm tháng 8 này anh Tinh về đây phải không? Có lẽ vậy. Nè, coi như anh đã hứa. Anh hứa thì phải giữ lời. Nè, nhớ dẫn anh Tinh về đây nha. Thì lại sung sướng quá. Thế chừng đó khỏi phải ở cô độc một mình. Cả gia đình đoàn tụ rồi. Vậy thì anh thảm lắm, không có người bạn nào hết. Biết làm sao chứ. Vì tôi là một người rất nghiêm túc, không biết nói gì cho phụ nữ vui lòng. Tôi có khuyết điểm như vậy, cả đời này chắc làm hòa thượng rồi. Anh không cần bi quan như vậy, anh có thể sửa đổi mà. Cách nào? Nè, tối ngày cứ tỏ vẻ lạnh lùng. Quan trọng nhất là anh phải biết biểu lộ tâm tình. Trong lòng của anh đang nghĩ cái gì thì anh phải nói ra. Còn một việc quan trọng nữa. Cười coi. Cười hả? Phải rồi, anh cười coi. Anh cười xấu xí như vậy thì đừng có cười, hù chết người ta đó. Nè, tôi còn chưa nói hết mà. Anh có biết không, khuyết điểm của anh là hẹp lượng. Còn nữa, anh phải nhớ lời của tôi nha. Binh pháp của Tôn Tử có nói: binh quý thần tốc,
Cho nên chúng ta phải dùng phương pháp thật là nhanh nhẹn như là sấm sét, làm cho chúng nó trở tay không kịp. Hôm nay đột nhiên tập hợp tất cả đến Tự Hiền Sơn Trang là để nói cho tất cả mọi người biết, đây là thời gian không thể nào trì hoãn được nữa. Kế hoạch chúng ta tấn công Khoái Hoạt Lâm tức là khởi trình vào giờ tí đêm nay. Đến chừng đó cao thủ của mã đội Quỳnh Long sẽ đến hợp lực với chúng ta ở Sơn Trang, rồi lên đường giết cho chúng nó chết hết, đừng chừa đứa nào. Cái truy hồn chảo lần trước ám toán ta đâu? Ta không biết ngươi nói gì, ta không bao giờ ám toán ngươi. Kiến tàu công công, nhờ ơn đức của công công, Tôn Ngọc Bá đã bị chúng tôi tiêu diệt. Mặt hàng của Lý Tư Điền ở đây nè. Hay lắm, các người giỏi thiệt, quá là không phụ lòng mong muốn của ta. Mau mở mặt hàm ra coi, để vạch trần quỷ kế mưu phản của bọn nó.
Ta một mực dùng càn thiên vô thượng đại pháp hóa thân ta biến thành Lý Công Công. Còn về số mạng của Lý Thư Điền đã bị ta đưa về chầu trời lâu rồi. Ta bố cục cái khổ nhục kế để che mắt thiên hạ. Như vậy tức là muốn cho lưỡng đại môn phái trong giang hồ chúng bày tàn sát lẫn nhau để hoàn thành ba nghiệp ta thống nhất võ lâm. Nhưng ta còn một tâm nguyện là muốn ủy thác cho hai người lấy tình mừng này của ta đem xuống dưới Diêm La Vương. Lão gian tặc kia, bốn hoàng gia đã nhận được đại nội mật báo lâu rồi, biết rõ âm mưu của người, cho nên những lúc hoàng thượng bắt dùng đặc biệt xuống đây theo dõi hành động của người đó. Thiệt không ngờ chưa đầy hai tháng đã lột cái đuôi cáo già. Hỗn láo, người có tài gì hả? Tiền trảm hậu tấu. Khốn nạn! Miệng còn hôi sữa nhắm trong bố ta. Chị Cao. Chị Cao, lần này thì cảm ơn chuyện nhiều đó, cảm ơn nhiều nha. Bằng không thì cái đầu của Tàu Côn không dễ gì bể đâu. Hoàng gia trở về hoàng thượng chắc chắn là vui lắm. Tôi không về triều đình đâu, trở về triều đình phải làm những việc lớn thôi à. Tôi chỉ thích chơi những trò chơi trẻ con thôi. Hai vị bảo trọng nha. Tiểu Tiên Phong, sau này giang hồ sẽ thuộc về chúng ta. Tôi hy vọng là Tình có thể ở lại bên cạnh của tôi. Cẩn thận nha.